Đây là cái vườn hoa hồng các bạn ha. Thì có lẽ là mùa này nó hơi khô hanh nên cây khói nó hơi quéo xíu mà vẫn đẹp. Rồi, chúng ta vào cái căn chòi. Ở xung quanh đây thì nó có 4 5 căn như thế này các bạn nha. Nghỉ ngơi rất là tiện lợi. Đấy. Có cái thùng rác luôn. Toilet thì cũng gần gần đây. Đây các bạn thấy không? Nguyên cái khu đường này toàn là hoa hồng không? Hồng nó trắng, hồng vàng, hồng đỏ. Hồng hồng luôn các bạn. Hồng trắng, hồng vàng, hồng đỏ và hồng hồng. Đấy. À, mình ra phía trước các bạn ha. Rồi, một đoạn khu này nữa là ra tới cái cổng vườn hồng. Vườn hồng. Cây này mình không biết cái gì. Bông nó cũng khá là đẹp rồi nha. Cây kiểng. Đây. Ra cổng các bạn nha. Đấy, bên đây là qua cái vườn trái gấc. Vườn trái gấc thì đi thẳng hướng này các bạn ha. Đây. Đây là mình đi thẳng qua cái khu vườn xương rồng. Wow, vườn hoa tím này cũng khá là xinh nè. Ở đây những cái cây nhãn lồng dây quá trời luôn các bạn nha. Ăn đọt và ăn trái rất là ngon, đọt nấu canh trứng. Ơi, mình biết tên nó rồi. Cà lê xô các bạn ha. Làm thuốc, làm trà. Làm thuốc, làm trà, uống rất là mát. Ở phía trên có nữa các bạn nha. Rồi thôi, mình chuẩn bị đi thôi. Wow, cái vườn à, phổ hoa bên kia mình qua vườn khổ hoa. Đây là cái vườn khổ hoa các bạn nha. Tiếc là đây là khổ hoa trái chứ không phải là khổ hoa rừng. Khổ hoa rừng thì tốt quá. Wow. Nói chung khổ qua loại nào thì nó cũng có cái lợi, cái công dụng riêng của nó. Nguyên một vườn khá là dài các bạn nha. Để mình coi bên đây. À, mấy cái phân. Phân hữu cơ. Hồi trước mình có nuôi nuôi phân vi sinh các bạn. Chúng ta để trùng ha, trùng trùng nè, rồi để phân bò này kia nuôi. Trồng cây rất là tốt luôn các bạn nha. Nó còn tốt hơn mấy cái phân bón của mình nhiều. Phân bón quá chất thì nó làm tăng trưởng cây nhưng mà về cái mặt sức khỏe thì nó không bằng được cái phân vi sinh như thế này. Ở trong nhà trồng cũng rất là nhiều loại cây. Bây giờ mình qua mình đi tới cái trong vô cái nhà cà chua bi đây coi. Mình tham quan coi như thế nào.